Bây giờ chúng ta sẽ làm một kỹ thuật khác, đó là kỹ thuật xẻ từ ngoài vào trong. Ngoài vào trong. Nói chung là mọi người nhìn là mọi người khác hiểu chứ còn. Ok, đây là sẽ làm một cái kỹ thuật khác từ ngoài vào trong. Đó. Đặt vào. Đó. Rất là lắc. Cầu cũng ok, lắc như này thì. Đó. Đấy, các bạn. Đây là kỹ thuật này thì các bạn cầm vợt như vậy. Kỹ thuật này cái quật chặt vào lưới chặt cầu thì các bạn cũng cầm vợt như vậy, tay các bạn cũng như vậy, tay cũng cao như vậy, nhưng mà khác là cái kỹ thuật kia thì các bạn đưa vợt đẩy đi vào lưới như thế này. Chô vợt vào lưới đi vào như này. Kỹ thuật này thì các bạn chặt từ ngoài vào. Thì dù vậy, các bạn vẫn cần cầm như thế. Các bạn cũng bắt cao như thế, mặt vợt của các bạn cũng hơi nghiêng hướng về phía lưới. Hướng về phía lưới. Chéo chéo các bạn đừng có ngửa vợt lên như này. Đúng rồi. Vợt các bạn phải chéo xuống. Rồi các bạn chặt vào. Chặt vào. Cái tay thì như nào? Anh thấy tay em co xong em thẳng ra. Rồi co các bạn. Kỹ thuật này thì các bạn co hơi co cái tay về nhá. Co cái khuỷu tay về một chút. Rồi các bạn đẩy ra, đưa ra. Đúng rồi, rất hay. Đưa ra. Rất là dễ hiểu thôi. Các bạn hình dung không? Thực sự cô học dạy quá dễ hiểu. Kỹ thuật này thì các bạn thấy thế. Mặt cái cầm vợt và cái mặt vợt y như kỹ thuật kia, chỉ khác là các bạn tay các bạn co về. Các bạn đẩy duỗi ra. Nhưng mà anh phát hiện ra hình như là cái kỹ thuật này mặt vợt hình như nó sẽ cao hơn kỹ thuật trước đúng không? Cũng như thế này ạ. Cũng mặt vợt của các bạn. Mặt vợt thì cũng ngang với cao hơn vai một chút, ngang vai một chút thôi. Nhưng mà kỹ thuật kia là lúc em chúc xuống mà. Chúc xuống. À đúng rồi. Hơi chúc xuống, còn cái này thì cao hơn ngang. Cái này hơi ngang đúng không? Đấy, nói chung là tầm nào thì mọi người nhìn cô học thực hiện là biết nó ở tầm cao chỗ nào. Cái khuỷu các bạn chỉ cần co khuỷu tay về. Đây này, khuỷu tay này. Các bạn chỉ cần co về rồi các bạn duỗi ra. Đây này, hình dung như này. Nhìn từ hướng này giống như kiểu con rắn nó mổ ấy. Các bạn chỉ cần co về và duỗi ra. Đẩy về trước. Đấy, các bạn bước chân lên. Các bạn co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi vào. Co tay đi ra kê thế thì chẳng nào đưa được đi ra rất là sát luôn đi ra vâng rõ ràng là kê cầu như thế thì nó rất là sát và nó rất là lắc cầu.